Xin chào toàn thể các bác. Hôm nay em sẽ quay cho các bác tham khảo cái vườn cây vú sữa nhà em. Đấy. Cây nhỏ thì trồng được tầm 5 năm, còn cây to thì trồng được tầm 7 năm rồi các bác nhé. Đấy. Hôm nay em sẽ quay cho các bác cùng tham quan cái vườn vú sữa này. Thì cái vườn vú sữa này thì nhà em cũng chỉ là để phục vụ nhà ăn thôi. Đấy, không thu hái quả và phục vụ cho các bác là trồng cây công trình, hoặc là các bác thích trồng cây công trình ấy. Đấy. Đây một cây là có một bác khách ấy, đặt hai cây vú sữa các bác nhá. Thì em đã khoanh gốc được chục hôm rồi. Đấy. Đây dưới gốc này nhà em quây hết B40 các bác nhá, đào và quây hết B40. Đấy, và lại lấp đất xung quanh lên. Đấy, khoảng được chục hôm thì mai này em sẽ thuê xe cầu chuyển đi bác khách ở Hiệp Hòa các bác nhá. Đấy, một bác khách ở Hiệp Hòa đặt hai cây này. Đây em quay cho các bác thì cái cây này chiều cao của nó thì khoảng độ tầm được 7 mét rồi. 7-8 mét rồi. Đấy. Đây chiều cao của cây các bác nhá. Và vanh gốc cây. Này vanh gốc cây này nó được 50 các bác nhá. Đấy, vanh gốc cây này được 50. Đây là một cây các bác này. Đấy, em sẽ quay cho các bác sang cây thứ hai. Thì bác khách này đặt hai cây. Thì bác nào mà có nhu cầu mà muốn mua cái cây công trình này. Đấy, cây bóng mát cây công trình ấy, thì các bác hãy liên hệ trực tiếp cho em. Hai cái số điện thoại thì em để góc màn hình video, hoặc là địa chỉ em báo địa chỉ luôn. Nhà em là ở xóm Quyên, Tân Trung, Tân Yên, Bắc Giang các bác nhé. Đấy, bác nào có nhu cầu. Và nhà em cung cấp cả những cái cành chiết nữa. Đây là những cái cành chiết này các bác này. Đây, những cái cành chiết. Đấy, cành này thì dễ, tất cả là dễ, có dễ hết rồi các bác nhé. Dễ trắng tinh rồi các bác nhé. Đấy, thì em báo giá là cành chiết này thì nếu mà các bác đến nhà chặt ấy, thì nhà em bán là với giá là 50.000 đồng một cành. Đấy, rất là nhiều những cành chiết. Đây bên này những cây này. Đây, em sẽ quay cho các bác cùng tham khảo. Đây, những cái cành chiết này. Đấy, những cành chiết như này các bác nhá. Cành thì cũng rất là to. Khoảng bằng gần hai ngón tay của em. Đấy, bằng gần hai ngón tay của em. Đây, dễ này các bác này. Đấy. Thì nhà em chỉ bán với giá là 50.000 đồng một cành này thôi nhá các bác nhá. Đấy, bác nào mà có nhu cầu thì các bác cứ liên hệ trực tiếp cho em. Còn, đây là cái cây thứ hai này các bác này. Đấy, đây là cái cây vú sữa thứ hai. Cũng được đào bầu. Và quây B40 xung quanh này. Đấy, xong lại lấp đất lên. Bây giờ là nó ổn định rồi thì mai em sẽ thuê xe cầu và chuyển đi. Đây, các bác cùng tham khảo. Cây này thì cũng khoảng độ tầm 7-8 mét rồi. Hai cây bác khách đấy đến nhà đến tận nhà chọn các bác nhé. Thì em sẽ quay cho các bác. Đây, những cái cây này thì rất là to rồi. Đấy, anh em thì chỉ phục vụ nhà ăn thôi, không bán quả. Nên cây để vườn thì để trồng dày như này. Đấy, phục vụ là các bác trồng cây công trình. Em sẽ quay tổng quan. Giờ vừa này nhà em còn khoảng hơn 100 cây các bác nhá. Đấy, còn khoảng hơn 100 cây. Còn bên kia vẫn rất là rộng. Những cây to này là đều được trồng là 6-7 năm hết rồi các bác này. Những cây này là 6-7 năm hết rồi nhá. Đây, em sẽ quay các bác. Đấy, những cây này là 6-7 năm rồi. Còn những cây nhỏ hơn, nhà em trồng hai loạt, những cây nhỏ hơn là xen vào thì được 4-5 năm. Những cây nhỏ này thì 4-5 năm rồi các bác này. Rất là nhiều những cây to bên trong này. Đây các bác nhé. Cây rất là cao rồi. Đấy. Các bác nếu mà có nhu cầu có thể là đến tận nhà chọn các bác nhé. Đấy, thích cây nào thì nhà em sẽ cung cấp cho cây đấy. Hoặc là các bác ở xa thì có thể là gọi video, em sẽ quay cho các bác là thích cây nào thì nhà em sẽ đào và chuyển đến tận nhà cho các bác. Đây, cây này. Là vườn bên này nữa các bác nhé. Vườn bên này rất là nhiều. Đấy, gốc thì rất là to rồi, đều là vanh 48-50 phân rồi. Có những cây còn hơn, to hơn. Đây. Bên này nữa các bác. Đây, cây này gốc rất là to. Cây này chắc phải vanh của tầm 55-60 rồi. Đấy, hai cây bên này. Đây nhá. Rất là to các bạn. Cao thì toàn đều 7-8 mét rồi. Đấy. Em sẽ quay cả khu vườn. Đấy. Còn vườn bên kia nữa các bạn nhá. Đấy, vườn bên kia thì đây, bướng cái bờ rào này thôi. Để video sau thì em sẽ quay cho các bác. Thế thì bác nào mà
có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp cho em nhé. Còn nào bây giờ là em xin kết thúc video tại đây. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video sau.